chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ mở máy đập hộp giới thiệu cho các bạn một dòng máy in công nghiệp của Argox. Đó là một con model là YX250. Thì đây là một hãng máy của Đài Loan. Thì mình sẽ mở đập hộp cũng như là giới thiệu sơ qua một số cấu hình cũng như là chức năng ứng dụng của nó để các bạn được xem vào cái thêm nhé. Đây là máy được nhập về từ Đài Loan các bạn. Thương hiệu của Đài Loan, sản xuất của Đài Loan luôn. Đây, mở máy này. Đây các bạn có thể thấy ở bên trong máy được bảo quản rất là kỹ càng. Những cái khung xốp để bảo quản máy. Thì đây là có cái trục phụ, dây nguồn. Rồi đây là các kết nối USB. Đây là phụ kiện đi kèm. Đi kèm với nó là còn có thêm một cái đĩa này là có bartender và driver. Đĩa đi kèm, là một cái số hướng dẫn này, IX4C, đây là dòng IX4250. Trong cái số này mình xem có gì. Đây là những cái phụ kiện đi kèm theo, các bạn có thể kiểm tra xem thử nhắm có để đủ cho mình chưa. Thì đi kèm là một cái máy, hai là dây nguồn, ba là cái đĩa, 4 là quyển sổ hướng dẫn, 5 là dây cáp kết nối USB, 6 là cái trục thu, 7 là cái hộp bên ngoài. Thì tại vì mở ra là tương đối là cái hộp máy này đã đủ rồi. Đi kèm bên trong, xem bên trong thì có giới thiệu sơ qua một số các kiểu kết nối cũng như là xung quanh cái thân máy. Và đây là cùng hướng dẫn rất là rõ ràng các bình là lắp mực này như thế nào và lắp giấy, các bước theo thứ tự ưu tiên có thế nào 1 2 3 4 5 6. Đây cũng thế, 1 2 3 4 5 6, mình có thể nhìn mà làm theo. Đây là các bước lắp mực. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ mở cái thân máy ra cho các bạn xem. Đây là cái thân máy mình vừa lấy từ trong cái hộp máy ra, thì các bạn có thể xem qua. Đây là cái màn hình hiển thị cũng như là một số phím chức năng để mình có thể điều khiển và fix những cái lỗi hoặc là truy cập vào menu của máy. Đây máy này là máy có độ phân giải là 203 DPI. Đây. Mở máy ra cho mình xem bên trong. Đây là hai trục bực và trục thu, còn đây là cụm nối in, mình bật lên nha. Cái cần gạt màu cam dùng để mở cái cụm nối in lên. Đi kèm bên trong nó có một cái tờ giấy test được cái thông tin của máy cũng như là test cho mình xem chất liệu in của nó. Đây là trục giấy. Máy khá thon lọt, máy là nhìn rất là thon lọt cũng như là vỏ bọc đó là bằng kim loại nên là rất chắc chắn. Đây, vỏ bọc đó là kim loại rất chắc chắn. Ở trên thân máy có dán cái bảng hướng dẫn sử dụng lắp giấy mực. Còn phía sau này là cái cổng kết nối của máy. Các bạn sẽ đi vào cổng xem. Đây là cổng RS-232, đây là cổng USB, đây còn cổng USB luôn. Còn đây là cổng LAN, máy có hỗ trợ cổng LAN. Đây thì có các bạn nhìn sơ qua một số chi tiết máy. Máy có độ phân giải là 203 DPI và cái chiều dài tối đa để in là 100 in. Còn cái tốc độ in cao nhất của máy đó là 6 in trên 1 giây. Thiết kế máy rất là sang trọng hiện đại, nhờ cũng không còn dòng máy công nghiệp nhưng cũng không có quá đến nỗi to, rất là phù hợp với là những nhà máy sản xuất với in công suất là lớn hoặc là in nhãn vải, in nhãn ribbon hoặc là in nhãn decal thường, decal PVC, decal xi bạc thì máy có thể in tất cả đều có thể đáp ứng được. Vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn và cũng như đọc hộp để các bạn xem những cái phụ kiện bên trong của máy Argox IX4250. Thì ngoài thông tin cần biết thêm thông tin gì hoặc là cần bên mình hỗ trợ chi tiết hơn, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn.